Mùi quá ha. Hôm qua bán được nhiêu đồng chú? Bảy hả? Phải không? Ừ, bữa nay thấy mũ nhiều với hai chú dồn với xô bữa trước. Cho buổi tết đi À, hai hai cỡ ha. Yeah, cái cũng được. nào khách sách được đó, mới Dạ. lấy chỗ khác Dạ. dồn dồn cái chát Dạ. đi vô dồn lại á, Dạ. trời chưa rồi đó. Xong rồi chú. Mũi mũi quá lợn Mở quá. à, không biết thế nào luôn À. mà không bằng cái này đỡ hơn, mũi có mũi vàng vàng nữa á. Đây không không có mũi vàng, chứ có mũi vàng chắc con bệnh sốt rét. Mũi vàng á, Tại nó vì mới mũi vàng nó mới bệnh sốt rét. dạ tại vì Chú đi biết đi cạo là mũi cắn biết bao nhiêu con nữa. nó tình hình đài cũng báo rồi á, Dạ. chú biết đó. Dạ. Nó vô mùa nè, nghe mùa đó nè, nó ấn ba cái mũi Dạ. đập cho ngọn ấy máu không Dạ. không hết hồn. Con trừ mũi bằng cái này Có cái đầu đeo chứ út, có út mua chứ mà làm biết đeo không nhan, hợp được vậy nè, à bỏ nhang đâu. nhan kia con không có chịu, chỉ có nhan này chịu, cái khói kia nó khó chịu quá. Nhan trừ mũi mốt lai đó, con này nhan thường nhan hấp đồ của mình nè. À. Nó cũng đuổi mũi chú ơi. Con bù chao. Bù chao này hả? Con bù chao này con bắt trong rẫy á. Chú biết con nào? Con này khôn lắm. Nó biết lạ, biết quen ha. Cho ăn gì? Cho ăn nhiều khi cho ăn rau, cho ăn cơm. Dạ. Trai hả? Chai. Cao chắc không có ăn được hả? Có ví dụ bắt được gì á, đi cạo bắt được gì cho tại chỗ thì cho nó ăn liền. Một cậu Mua hủ chả. tàu hủ hả? Vậy thêm mua thêm chai nước tương nữa. Xịt thấy không? Mình chơi bán mấy con tao với giờ mình mới cũng chán, mình giờ ai mua tao bán mà Ủa chú nuôi gì chứ? hai quạt rượu Hai rìu hả? Ủa quạt rìu có người mua nha. có Có. à, có ai ai mua chỉ cho chú, Chú bán bao nhiêu? cứ vô coi được chú bán hai con triệu 2 con triệu à, phải không? Rồi. hai con cuộn ngay nó ấy rồi chứ bộ Phải ngon dữ lắm, không? nó biết ăn khai long nữa chứ mấy Nuôi mấy năm rồi? nuôi chúng ta hai rộm đánh nuôi đâu năm mấy Năm mấy hả? tới 2 năm nữa À 2 năm nữa hả? mọi dạng À, rồi ông bán cho chú á hả? À. định nuôi đi không ấy thế làm cứ Dạ. 2 bữa cái nải chuối Dạ. 3 bữa chứ Ủa, nó ăn ghê vậy hả? chuối nó không ai ấy mà nó hư À, nó hư hả? ăn À, hết nó hư, tưởng nó ăn. cám thôi mới mua hủ Dạ. cám ăn cám đàng hoàng không cám Dạ. tưởng như mua bán Dạ. này Quạt rìu phải không? ăn mua chỉ chú Dạ. hai Có con triệu người mua đó, 2 con triệu phải không? Rồi. ngon rồi, giờ bỏ vô lòng đánh đánh được Phải không? À. mà để chú còn biết Dạ. giờ tao bây giờ vô đóng xong bây giờ đóng phải vô lòng lớn cho nhảy hồi Dạ. nó cho vô lòng nhỏ hai cám hai ấy lần lần cho Dạ. vô lòng Dạ. dạ thôi mấy kia tối ngày Không. Và con trống con mái à, ha, ai sống hai con trống hết hả? tao nuôi nuôi tốn chứ đâu nuôi máy, Dạ. nó nơi có máy nó thả nó đánh về nó có máy nó thả Dạ. máy dễ biết Dạ. Máy nó xấu hơn à? nó không xấu mà cũng y vậy mà nó kia có tiếng mòn À. kia một tiếng mòn đánh Dạ.
lâu nó kêu tôi rằng là con bà rìu nó nạt dữ lắm rồi, nó Dạ. mát sống nó nạt dữ. Ờ, vậy vậy để con giới thiệu hiệu cho. Con ai ai cũng mua Dạ. 1 triệu, Dạ. hai cái hai con 1 triệu để Dạ. 2 con triệu ha. giờ làm biếng nuôi chứ không phải là ấy vậy, À. đi làm riết mà. Gỡ tiếp đi chú. Gỡ tiếp đi, vừa gỡ vừa nói chuyện cho. Con kia nè. Con bắt nào bắt hồi nào ổ ha, Con này hả? Con này con bắt cách nay cũng 5 bữa rồi. Nó xuống rồi. Bữa nó vừa xuống ổ là lần đầu tiên. Thế là con bắt. Nãy cho ăn nguyên cọng rau chạy non luôn. Ăn hết luôn. Mà con kinh nghiệm rồi, kia mà cho ăn no quá là nó không có sống. thì Nó vậy dạ. không ít hết đâu, Ăn ít ít thôi, đúng rồi. nuôi mình đút cho ăn mà không ít thôi. Dạ. Hồi đó không biết á, cạy miệng cho nó ăn cho no nóc cái bụng. Cái riết cũng chết luôn. Hoặc là cho ăn mấy dế á, con dế mà không có ngắt cái càng nữa. Cái vô trong nó cắn chứ bà. Nó cắn. Rượu này nó khách ý rồi, Dạ. về chăm sóc vườn ấy ngon là mình vườn thì khá quen quen nó đánh được, Dạ. anh mới còn còn chân lạ thôi chứ quen là đánh được, Dạ. chứ ta lại nó đâu có nhảy gì Phải không? đứng Ồ, vậy ngon rồi. nó lạ nó coi nó. Đang thanh long Đây hay lông nữa hả? thay nó gần rồi đó, À, vậy cỡ 3 năm mấy chắc đầu nó bạc à ha? Đầu bạc không? một hiểu hả, Dạ. chưa Chưa bạc hả? con 3 năm. ba con bữa là bán hai con rồi. Phải không? 3 con mà bán hết con hả? Con đó bán đưa, chú bán giá nhiêu? Có phải tâm mà 700 hả? À. con kia nó ngon chút À. dạng chút rồi Dạ. đánh đánh cũng ngon rồi rồi mua chứ Ủa rồi mua hả? mua lại À. nó bán mà ở bán mà mua lại Bán là mua lại. dễ hết kia mà. Dạ. Hết chiên mà nó mua lại Dạ. mình chơi Dạ. ở nhà nó cu nữa Dạ. cũng vẫn là nuôi không phải là những anh ở dưới lấy già trẻ được rồi Dạ. rảnh rỗi nữa. Dạ. Hỏi anh mua hả? Kiểu mua mua rẻ quá hay sao? Giàu mua có tiền hơn bánh xe bò Dạ. phải có tâm nghề Dạ. ta phải có lý hơn, ta phải có lý hơn. Yeah. À, có lý hơn ha. Ảnh kiểu ảnh hỏi chơi vậy chứ ảnh mà anh đâu có Cái nuôi đó. không có nuôi. Có Có nuôi luôn hả? nuôi ba quạ đen á, Dạ. Yeah. biết quạ đen không? Biết. Đen mấy con nha. À. Mấy cái chiều qua họ ướt Dạ. rồi. Ở đây thấy cũng phạm dữ hết chưa? Nè, phạm. Di chuyển lên chợ Dạ. bỏ mấy dăm rồi Bỏ mấy dăm hả? gì đó Dạ. mưa mưa ở theo tạm chợ cũng được hả Dạ. nó chợ Nay thấy trời lạnh nè hắn chú, xe xe lạnh nè. ha. Dạ, trời lạnh là bắt đầu mủ nhiều á.
trả thầy. Cái thằng nào nó nhỏ. Nuôi bữa 7 8 con luôn chứ bộ. Vậy hả? Dạ. Dạ. Mà mấy anh em nó toàn đi đánh chim rồi đánh trứng kiến rồi câu cá rồi không à? Dạ, vậy mà cắt được nhà là nhà nó thái luôn. Ủa bán đất á hả? Con tưởng đâu đi vậy mà tiền không chứ. À. Hàng dây chứ thấy tưởng đâu ngày đó đi làm ngon tính đổi nghề đó chứ. Học chứng chứng kiến nghe nói ký 500 ngàn gì chú, Ký có mấy chục chứ không có trăm. mấy chục hả? Ý. Tính ra hồi xưa ai mà giữ đất được tới giờ thì ngon hả chú, giờ đất quá trời giá. Đây uổng nhất là chú biết của ai không? Của cô Vân á, cô Vân hồi xưa Bán rẻ. bán rẻ không? Cô Vân giờ đáng lẽ là xây nhà nóc thái luôn á, nhà lầu luôn. Thằng nó ốc mình sống nó bán rồi. Không, hồi lúc bác còn còn sống bán cũng chưa bao nhiêu. Sau này cô Vân khó khăn, cô Vân bán mà rẻ quá. Hồi xưa có 8, cô Vân bán có 8 triệu mét à. Giờ lên 300 à, 300 triệu mét. Lên gấp có mấy lần ra 10 lần. 10 lần. Lên tới 30 lần. Ngược lại Dạ. đi lên chút, đi lên lên nữa xong. Hello.